Hôm nay thầy sẽ giới thiệu tiếp Casio, dùng Casio để giải nhanh trắc nghiệm phần nguyên hạt. Vậy khi nào các bạn sẽ sử dụng phương pháp Casio trong cái bài toán nguyên hàm? Khi cảm thấy là cái việc tìm nguyên hàm dài và mất thời gian rất là nhiều. Và cái thứ hai á, là khi không biết làm một cái bài toán đó. Và cái thứ ba nữa là khi đã cố gắng biến đổi nhưng không ra giống bốn đáp án. Và cái đề bài người ta cho là tính nguyên hàm của một số hàm số fx, dx. Thì người ta sẽ cho các bạn là lựa chọn bốn đáp án. Đó là đáp án A, đáp án B, đáp án C và đáp án D. Thì ngoài ra, quá trình sử dụng Casio thì nhanh hay chậm đó là các bạn còn phụ thuộc vào các việc chọn đáp án là nào test trước. Nếu các bạn nhập cái biểu thức fx này vào và dùng cái lệnh catalog này với x siêu lẻ, kết quả test mà nó bằng 0 thì đáp án đúng. Tương tự như vậy, khi nhập biểu thức nào vào mà các bạn sử dụng cái phím catalog với x là giá trị siêu lẻ nào đó thì các bạn thấy test từng đáp án là kết quả bằng 0, là đáp án luôn luôn đúng. Ngoài ra thì nó một số máy tính nó sẽ không làm tròn tới 0 và nó gần bằng 0. Thì khi nó gần bằng 0 á, và quá trình test thì do các bạn tự chọn. Và nếu may mắn thì nó sẽ là rơi vào đúng cái đáp án là các bạn cần test. Cái thứ hai là kết quả test có thể là ra một số xấp xỉ khác không. Ví dụ như là cái số này là 2,2398 nhân với 10 mũ trừ 12. Và lý do là trong cái máy tính nó có sai số, cho nên các bạn chọn đáp án có kết quả test xấp xỉ bằng 0 này. Nhiều lúc là nó ra chính xác là 0, nhiều lúc là nó chỉ ra xấp xỉ con số gần tiến tới 0 thôi. Thì tiến tới 0 thì có một cái là tiến bên trái, tiến bên phải của 0, cho nên có thể là âm, có thể là dương ở chỗ này. Và thông thường thì hay rơi vào cái mũ là 10, mũ trừ 12 thông thường thôi. Vậy bây giờ thầy sẽ đi vào một số cái bài giải chi tiết trong cái. Bây giờ ví dụ 1, tìm nguyên hàm của một cái hàm số là x cộng 2 nhân với e mũ 2x dx. Bây giờ nếu sử dụng phương pháp thì các bạn ở đây là một cái hàm đa thức với một cái hàm mũ thì các bạn phải sử dụng là phương pháp từng phần. Và phương pháp này thì nó rất là dài. Vậy thì các bạn sẽ sử dụng máy tính Casio. Đầu tiên, các bạn nhập test cái đáp án A là các bạn nhập cái biểu thức A vào và gán cho cái giá trị x đó bằng một cái giá trị x lớn. Rồi sau đó các bạn trừ cho cái tích, trừ cho cái này. Đây, các bạn nhập cái biểu thức này vào và các bạn thử với giá trị x là một số lẻ 1,23. Ở đây là các bạn có thể sử dụng một cái số lẻ khác, không cần nhất thiết phải là 1,23, nhưng mà lấy càng lẻ để test đáp án càng chính xác. Và kết quả nó ra nếu bằng 0 thì các bạn chọn, còn nếu mà xấp xỉ bằng 0 thì trong bốn đáp án nó chắc chắn sẽ có một đáp án bằng 0. Và những cái đáp án khác không các bạn loại. Ở đây có nhiều bài nó có thể là không ra 0 mà nó thể ra là xấp xỉ bằng 0. Đó. Vậy các bạn để ý chỗ này thì thầy đã test rồi. Đầu tiên thầy nhập thì test đáp án A. Thầy test đáp án A vào thì thầy thấy là nó ra là thầy gán S x lớn, giá trị x lớn này cho 1,23 thì kết quả nó ra là trừ 31,95.
Tiếp tục, thì tích đáp án B, thì thầy thấy ngay là kết quả của nó sẽ là bằng 0. Vậy lúc đây các bạn ngưng, chọn đáp án B. Và trong quá trình tích đáp án thì các bạn dùng cái lệnh del trong máy tính để thay thế đáp án, không để mất thời gian nhập lại. Bây giờ thầy sẽ thao tác trên máy tính cho các bạn thấy. Đầu tiên, các bạn dùng là Shift và bấm dấu tích phân. Thì lúc này các bạn nhập đáp án vào, nhập đáp án A. Ở đây là 1/4, thầy sẽ nhập 1/4. Các bạn thao tác càng nhanh thì cái kết quả sẽ nhanh hơn so với là mình giải tay. Tại một số cái bài toán, nếu sử dụng phương pháp từng phần thì thấy nó rất là lâu. Nhưng có một số bài thì từng phần nó cũng nhanh. Tùy bài toán đó dễ hay là khó. Thì gặp những cái bài toán như thế này các bạn là nên dùng Casio test cho nó nhanh hơn. Ở đây E mũ 2X bạn nhập vào. Và ở đây X các bạn sẽ gán cho X lớn. Các bạn chú ý là khi gán A bằng B, nhớ biểu thức đó rồi, thì A trừ B sẽ bằng 0. Có nghĩa là lấy cái kết quả trừ cho cái nguyên hàm đó mà kết quả nó ra bằng 0 thì đó là đáp án đúng. Cái này các bạn biết rồi, mà học biểu thức. Và bây giờ thầy sẽ trừ cho nguyên cái biểu thức đó là thầy gán cho x lớn vào, trừ 2, đóng mặt lại, nhân cho e mũ 2x. Thầy làm rất là chậm để các bạn vừa lại nhìn theo mà làm cho nó chính xác. Khi quen tay rồi thì các bạn là rồi, bây giờ các bạn là bấm gì? Cách lock. Các bạn nhập x là bằng 1,23. Có thể các bạn là sử dụng một con số khác, nhưng mà sao cho nó thật sự lẻ. Càng lẻ thì đáp án nó test càng chính xác. Ở đây thầy lấy theo cái tài liệu của thầy Đào Trọng Anh, 1,23. Thì các bạn sẽ thấy là kết quả thì bấm bằng. Kết quả là nó ra là 10. Thầy bị sai chỗ nào nhỉ? Tại sao lại ra 14 nhỉ? Ở đây thì thầy nghĩ là thầy sai chỗ này. Đúng rồi, thầy nhập biểu thức bị sai. Đó là cộng 2 chứ không phải là trừ 2. Cộng 2 mới đúng. Tại vì thầy bấm trừ 2 cho nên là nó ra. Đúng rồi, là cộng 2. Các bạn để ý thấy nè. Chỗ này thầy sửa lại. Và bây giờ thầy dùng cái lệnh del để thầy test với đáp án B. Xong. Thầy chỉ việc xóa chỗ này là đáp án B là người ta cho là gì? Bao nhiêu? 2x 4 mẫu, đúng rồi. Bây giờ là đeo nó đi là 2x. Cộng 3. Kết quả bấm bằng. Đúng rồi, thì đây là đáp án B. Và nó ra chính xác. Nếu các bạn test 4 đáp án thì chỉ nếu mà ra kết quả 3 đáp án mà khác 0 thì cái đáp án cuối cùng đó chắc chắn sẽ là đáp án đúng. Còn nếu mà ra khác 0 nhưng mà nó gần tiến tới 0 thì các bạn phải chọn test 4 đáp án và các bạn chọn cái đáp án nào gần giá trị 0 nhất các bạn lấy. Các bạn để ý chỗ này. Nhớ khi test đáp án là 4 đáp án mà cái đáp án nào gần 0 nhất các bạn lấy. Nếu 4 đáp án đó đều sắp xỉ tới 0 thì cái nào gần 0 nhất các bạn
bạn lấy. Bây giờ thầy sẽ qua cái bài số 2, ví dụ số 2. Bây giờ người ta bảo là các bạn là tìm nguyên hàm của một cái hàm số là x bình cộng x trừ 3 nhân với e mũ x. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng nguyên hàm, nếu dùng phương pháp giải thì các bạn sử dụng là gì? Phương pháp từng phần, tại vì đây là đa thức với một cái e mũ x. Vậy thì ở đây thầy sử dụng Casio để bấm cho các bạn thấy và test đáp án. Đây. Ở đây á, các bạn thấy là thầy không chọn một số là 1,23 nữa mà thầy chọn là 0,6. 0,6. Đây. Thì thầy test kiểm tra cho các bạn thấy. Ở đây các bạn sẽ test là 0,6, thì 0,6 này là nó một nửa của 1, gần bằng một, sắp xỉ một nửa của 1,23, thì nó cũng vậy thôi. Cho nên bây giờ thầy sẽ test 1,23 cho các bạn thấy, và những cái số nào thì thầy nói rồi, nó gần với cái số 0 nhất thì các bạn bạn chọn. Bây giờ đầu tiên là thầy test là đáp án là test lại cho các bạn thấy. Bây giờ thầy sẽ xóa hết đi. Thầy xóa hết bộ nhớ. Rồi xong. Bây giờ thầy bấm Shift Alpha. Thầy nhập cái biểu thức đầu tiên là thầy nhập cái biểu thức A vô trước đi. A x bình trừ 2x 2 alpha x cộng 3. À sorry, trừ 3 chứ. Nhiều lúc không để ý. Rồi, trừ 3. Thì chỗ này là nhân cho e mũ x, thì các bạn nên mở ngoặc đóng ngoặc, máy tính nó mới hiểu. Còn không các bạn ghi như vậy, nó máy sẽ nhảy qua cái phím khác. Không nhìn. Bấm alpha nè. Rồi, các bạn để ý ha. E mũ x, thầy nhập biểu thức đó vào và thầy quay qua đây, thầy đóng cái ngoặc chỗ này là xong. Bây giờ thầy sẽ gắn x sẽ bằng x lớn, x sẽ bằng x lớn, và thầy trừ đi cái tích, cái nguyên hàm của hàm số ban đầu, đó là thầy mở ngoặc ra x bình cộng 3 x trừ 3, thầy nhập x bình cộng 3 x. Các bạn làm vài các bạn sẽ quen. Trừ 3. Đóng ngoặc lại nhân với lại là e mũ x. Nhân với e mũ x. Đây. Rồi sau đó thầy sẽ sử dụng là kết log. Bây giờ thầy sẽ không test với 0,6 mà thầy sẽ test với 1,23 như cái lúc ban đầu, thì xem kết quả như thế nào. Thì trong 4 đáp án chắc chắn sẽ có đáp một đáp án xấp xỉ bằng 0. Còn ở đây 0,6 này là nó bằng một, gần bằng một nửa của 0,23. Các bạn để ý, thầy không test 0,6 mà thầy test 1,23 thì cái số nó sẽ gấp đôi lên thôi, không có gì cả. Đầu tiên lúc nãy là thầy nhập đáp án A vào thì thầy thấy nó ra là âm 19, chắc chắn nó sẽ là nhỏ hơn 0 rất là nhiều, chưa tiến tới 0. Bây giờ tiếp tục thầy sẽ test với đáp án C. Đáp án C là x bình cộng x trừ 4. Kết quả nó sẽ bằng là trừ 4,53, 10 mũ trừ 12. Thì đây là con số gần xấp xỉ 0, nhưng mà thầy cũng chưa chắc chắn được. Bây giờ thì test luôn thử đáp án B và đáp án D xem nó có xấp xỉ như thế này không. Vậy thì test cái đáp án B
Tại vì đáp án B là nó chứa đến 3 số, thì test đáp án B sẽ là trừ x cộng 1. Delete trừ x cộng 1 và bằng, thì nó sẽ ra là 1,8. Đáp án B là nó ra 1,847. Và bây giờ tiếp tục thì test cái đáp án đầu tiên là các bạn nhớ là trừ 19 phẩy bao nhiêu đó. Đáp án C là nó ra trừ 4 phẩy mấy nhân 10 mũ trừ 12. Nó gần sắp xỉ tới 0 rồi. Còn cái đáp án B thì nó ra là 1,8. Nó luôn luôn khác 0. Cái này thầy test tiếp. Đó. Dùng cái lệnh delete này cho nó nhanh. Đó. X bình cộng 1. Kết quả bằng. Và nó ra là 9,47 là một số lớn hơn 0 rất là nhiều. Vậy chắc chắn nó sẽ chọn cái đáp án C. Đó là trừ 4,53 nếu như các bạn test là 1,23. Dù test bằng 1,23 hay là 0,6 thì nó gần sắp xỉ bằng nửa thì nó vẫn không sao. Các bạn để ý mấy cái chỗ này đó. Cứ chọn những cái đáp án mà nó bằng 0. Nếu khác 0 thì cái giá trị nào nhỏ nhất sắp xỉ bằng 0. Bây giờ tiếp tục thầy sẽ qua cái ví dụ số 3. Tìm cái nguyên hàm của cái hàm số này là 2x chia cho x cộng căn bậc 2 của x bình trừ 1. Ở đây thì cái phương pháp này các bạn có thể là sử dụng cái gì? Đổi biến cũng được. Nhưng mà ở đây là có cái nhận xét. Ở đây là có cái nhận xét là x bình trừ 1 thì lớn hơn bằng 0 trong căn. Thì các bạn sẽ điều kiện của nó là x sẽ lớn hơn bằng 1 hoặc là x phải bé hơn bằng trừ 1. Nên các bạn đi test đáp án nó sẽ nhanh hơn. Dùng Casio test đáp án nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ thầy sẽ đi test các đáp án cho các bạn thấy. Đầu tiên thầy sẽ xóa đi hết tất cả các bộ nhớ của nó. Shift 9,3 bằng bằng. Do cái máy trên laptop của thầy là một cái máy Casio FX570VN Plus. Nó là một máy giả định. Cho nên là trong quá trình làm nó có thể lưu và thầy sẽ xóa liên tục. Còn các bạn sử dụng trong cái máy của các bạn thì sau một phần nào đó thì các bạn mới xóa bộ nhớ của nó. Bây giờ thầy bấm shift. Rồi thầy sẽ nhập cái biểu thức này vào. Thầy nhập cái biểu thức này vào. Và ở đây 2/3. 2/3. Các bạn nhập quen rồi thì các bạn sẽ làm rất là nhanh. Nhân cho. Bây giờ cái biểu thức này thầy gán là x mũ 3. X mũ 3 là tiếp tục là trừ cho căn bậc 2 của x bình trừ 1 tất cả x mũ 3. X bình trừ 1. Đóng ngoặc lại. Cả x mũ 3. Xong. Và thầy gán cái x này bằng một cái x lớn. Gán cái giá trị x này bằng một cái x lớn. Xem thử thì đóng ngoặc chưa. Rồi. Bây giờ các bạn chỉ cần quen cái dấu ngoặc này là một cái hàm khác đấy. Phải để ý bỏ ngoặc đúng nơi thì cái độ chính xác nó cao hơn. Và bây giờ thì gán nó bằng x lớn. Và thì trừ cho cái nguyên hàm này. Thì thầy nhập cái nguyên hàm này vào là một cái dạng hàm. Sorry, chết rồi.
bậy bạ quá, thầy không để ý mấy cái chỗ này. Sorry các bạn, là thầy nhập vô thầy không để ý mấy cái này này. Thầy nhập lại cho các bạn thấy. Này trước, rồi xong. Bây giờ thầy mới nhập là 2/3. Thầy cứ bị loạn này. Rồi các bạn để ý nè, 2/3 nhân cho x mũ 3. Thầy sẽ làm thật cẩn thận cho để là làm lại mất thời gian. Các bạn đi thi cũng vậy. Những cái sai sót của thầy cũng chính là những cái sai sót của các bạn. Cho nên các bạn phải để ý và rút kinh nghiệm. Và các bạn sẽ làm thật nhiều bài tập vào để rút kinh nghiệm trong cái quá trình dùng Casio. Nó là một con dao. Nếu biết xài, dao hai mặt đấy. Biết xài thì nó sẽ giúp các bạn rất là nhiều. Còn nếu không biết sử dụng thì nó sẽ sai ngay. Đó. Bây giờ thầy sẽ gán cho nó bằng một cái giá trị là x lớn. Và bây giờ thầy sẽ trừ cho. Các bạn thấy đó. Thầy sẽ trừ cho nguyên cái biểu thức này. Biểu thức này chính là cái nguyên hàm mà đề nó cho ở đây. Các bạn để ý. Trừ 2x, thầy gán 2x. X cộng cho căn bậc 2 của x bình trừ 1. Và ở đây thầy sẽ sử dụng lệnh cutlop này. Thầy nhập với x là bằng 1,1. Tại vì x đó là lớn hơn bằng 1 và hoặc là nhỏ hơn bằng trừ 1. 1 là các bạn sử dụng là 1,1 để nó lớn hơn 1. Sử dụng bằng 1 cũng được, nhưng các bạn nên sử dụng 1,1 là số lẻ. Số siêu lẻ thì test nó càng chính xác hơn. Có thể là 1,23 cũng được. Không sao cả. Các bạn để ý nè. 1,1 bằng. Thì ở đây á, khi test đáp án A thì 1,1 nó sẽ bằng là 2,65 nhân 10 mũ trừ 12. Thì đây là một đáp án xấp xỉ gần bằng 0. Vậy tiếp tục thầy sẽ đi test một cái đáp án là đáp án C. Test đáp án C, tại vì đáp án C nó gần với đáp án A. Là chỉ cần chỗ này nhân vô 1/3, delete 1/3. Thì kết quả, xin lỗi, đáp án B. Kết quả nó sẽ ra là trừ 0,7. Các bạn chú ý nè, những cái giá trị mà nó chưa nhân với 10 mũ trừ bao nhiêu đó thì nó, một là nó nhỏ hơn rất là nhiều so với 0, hai là nó lớn hơn nhiều so với 0. Nếu như có số âm thì nó nhỏ hơn. Cho nên là các bạn loại trừ nó ngay. Bây giờ tiếp tục thầy sẽ test cho cái đáp án C. Cái đáp án C bây giờ nó là 2/3. Điều nó đi, 2/3. Là chỗ này sẽ là thêm vào 4x. Trừ cho, cái biểu thức này không thay đổi. Đúng nhỉ? Giờ đúng rồi. Và kết quả bằng, nó 7,26, lớn hơn 0 rất là nhiều. Tiếp tục thầy test đáp án D. Đáp án D là 1/3. Đáp án D là 1/3. Delete 1/3. Và chỗ này thầy nhân với lại là 3. 3x mũ 3. Và kết quả cuối cùng thì nó ra là 1,71. 1,714. Có nghĩa là nó lớn hơn 0. Nó lớn hơn 0. Vậy thì cái đáp án A các bạn test may mắn là nó ngay chỗ này. Thông thường các bạn nên là vô thi thì các bạn nên test đáp án lộn xộn, đừng test theo thứ tự. Tại vì test theo thứ tự thì chắc chắn nó lâu hơn. Các bạn test đáp án lộn xộn thì các bạn sẽ phát hiện ra cái nào bằng không nhanh nhất. Còn nếu như nó khác không thì phải
test 4 đáp án, coi đáp án nào gần giá trị không nhất thì các bạn chọn. Và với cái hàm lượng giá thì cái cách làm nó cũng tương tự như vậy. Và có thể xảy ra tình trạng kết quả là test xấp xỉ 0. Khi đó cũng chọn cái đáp án cho ta cái kết quả là xấp xỉ bằng 0 này. Thì 10 mũ trừ 12 là nó quá nhỏ, gần tiến tới 0. 2 phẩy bao nhiêu đó thì nó rất là nhỏ. Các bạn để ý cái chỗ này.